Phần thi đọc hiểu IELTS. Hãy nhớ, bạn phải trả lời 40 câu hỏi về 3 bài đọc trong 1 giờ. Bạn chỉ có 20 phút cho mỗi bài đọc, vì vậy bạn cần sử dụng tốt kỹ năng đọc lướt và đọc quét của mình. Bạn sẽ nhận được nhiều loại câu hỏi khác nhau trong mỗi phần thi. Cách tiếp cận. Phương pháp. Đọc bài viết và tiêu đề phụ để có ý tưởng tốt về nội dung chính của đoạn văn đối với ba loại câu hỏi này bao gồm điền từ trắc nghiệm và trả lời ngắn hãy gạch chân các từ khóa trong các câu hỏi và đọc quét để tìm những từ này hoặc một từ tương tự trong văn bản sau đó đọc kỹ các từ khóa xung quanh để tìm câu trả lời cho câu hỏi cụ thể